cho chúng con đúng không? Bây giờ xin được nói với chúng con, người mà tặng cho chúng con bánh mì ngày hôm nay đó là cô Hiền. Cô Hiền là người tặng bánh mì cho chúng con. Giờ chúng con nổ một tràng pháo tay để cảm ơn cô nè. Còn bây giờ bước đi, là to thì là to nha. 2, 3 bước đi. Làm lại một lần nữa. 2, 3 bước đi. Rồi, cảm ơn chúng con. Đây bên đây đó, ta đi lên đó đi.